Xin kính chào quý vị và bà con. Thời điểm từ giữa tháng 3 là mùa đánh bắt cá chích của ngư dân ven bờ xứ Nghệ. Khi mà mặt trời vừa ló trên mặt biển thì cũng là lúc mà bè mảng của ngư dân lần lượt về bờ sau một đêm đánh bắt. Mỗi chuyến ra khơi thì bà con lại thu về cả tiền triệu. Đây thì cũng là động lực để tiếp tục bám biển. Thời tiết hiện tại thì đang khá là ôn hòa, thuận lợi cho việc đánh bắt. Dự báo là khắp khu vực từ Vịnh Bắc Bộ xuống tới Quảng Ngãi, ngư trường khai thác cá trích trong ngày hôm nay, mưa chỉ xảy ra vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió khoảng là cấp 3, cấp 4, độ cao sóng từ 0,50m đến 1m. Với khu vực ven bờ, từ Bình Thuận trở vào cho tới Cà Mau, ra ngoài khơi bao gồm huyện đảo Trường Sa, ngày hôm nay tầm nhìn xa cũng trên 10 km, gió khoảng là cấp 4, cấp 5, nhưng sóng có lúc cao tới 2m, trời mưa ở một vài nơi. Trong khi đó thì huyện đảo Hoàng Sa là nơi duy nhất mà không có mưa, trời sẽ có nắng từ sáng đến chiều, gió khoảng là cấp 3, cấp 4, tầm nhìn xa thoáng rộng trên 10 km, độ cao sóng thấp không quá 1,50m. Chuyển sang thời tiết trên đất liền Trung Bộ, khu vực từ Thanh Hóa trở vào cho tới Phan Thiết, chiều nay sẽ không có mưa, nhiều nơi thì còn có nắng, nhiệt độ cao nhất trong khoảng từ 28 đến 31 độ. Mức nhiệt này thì khá là dễ chịu, quý vị có thể thoải mái xuống phố vui chơi hay là tham quan và du lịch. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Chúng tôi sẽ liên tục mang đến những thông tin thời tiết mới nhất trong các bản tin tiếp theo.